người thú cầu. Rất nhẹ nhàng. Ôi. Vâng, khoảng cách 5 điểm rồi. Tưởng rằng tay vợt áo cam sẽ có thể đuổi kịp tỷ số, nhưng rõ ràng tay vợt áo xanh đang tăng tốc rất là nhanh. Kích kìa, cổ tay kìa. Đó là một tình huống cờ vai sắc. Thủ cầu trái tay rất tốt. Tay vợt áo cam có vẻ thiên về cầu ve. Đánh tiếp nhỉ, cơ hội tấn công. Nhưng anh ta không bật lên đập nữa rồi. Giữ sức chẳng. Cầu trong chân đó là 14-8, quá khó cho tay vợt áo cam trong trận đấu này. Tay vợt áo xanh gần như không có điểm chết, vẫn cứu được. Ôi kéo lưới kìa. Đấy, pha kéo lưới thuận tay của tay vợt áo xanh rất đẳng cấp. Đó là một khung quá gắt. Khoảng cách vẫn là 3 điểm cho tay vợt áo xanh. Liệu có là 4 điểm hay không? Mình nghĩ sẽ là 4 điểm. Kéo lưới quá hay. Bấm lưới kìa. Vẫn còn, thủ rất lì. Bình tĩnh thật. Ok. Nhầm đội này yếu quá, không vào tầm của anh. Nó lại tiếp tục pha cầu 2 nhịp. Vẫn còn, thủ chắc chưa kìa. Quá chắc tay. Cơ hội tấn công. Vẫn còn. Hay thế nhở, di chuyển quá nhanh, hơi dẻo. Quá keo. Khác gì Kento đâu. Vòng chung kết đã bắt đầu. Đã chuẩn bị bắt đầu. Điểm không đều, cũng sẽ gọi áo xanh và áo cam nha. Bởi vì họ đều cùng đến từ Indonesia. Ok, Tiến Minh tạt ở trước vòng tứ kết anh ạ. Đặt cầu rất bọc. Quá hay, đó là pha cầu sở trường của tay vợt áo xanh. Ok, xin chào Sido nha. Chúng ta hãy tập trung vào trận đấu nào. Trận đấu cuối cùng của giải đấu rồi, vẫn còn. Rất hay. Tay vợt áo cam này chân khá dài. Đó là một tình huống bỏ cầu không chính xác. Mọi hôm thì hoàn toàn phải ngoái người lên để xem điểm. Mình rất thích vận động viên áo xanh vì anh ta đánh cầu rất khéo léo và dẻo. Hay quá nhở, vẫn còn. Quay trên. Vâng. Hello Cao Thắng, hello Nguyễn Đức Hải. Đập cầu rất căng. Ôi, đập quá tốt. Vâng. Vâng, kéo sân quá hay. Tay rất khỏe. Lúc này thì đúng là họ sợ anh luôn thật. Tưởng như đánh bom. Ui. Lăn léo, thực sự rất dẻo. Vẫn còn, hay quá nhờ. Cơ hội tấn công. Đó là pha đập cầu sở trường. Đến với chức vô địch tại giải đấu năm nay. Nhưng rõ ràng ở trận chung kết này không phải đơn giản với tay vợt áo xanh chút nào. Tay vợt áo cam đánh cầu cũng rất hay. Cầu ngoài sân. Bấm cầu khá hay. Rất dẹp. Quá bình tĩnh.
Vẫn còn chuẩn quá bọn. Vâng. Chúng ta hãy tiếp tục theo dõi nào. 96 sẽ đầu thứ nhất. Về cầu rất khỏe. Rất khéo léo. Củ tay kìa. Sợ không? Như thế mà nó vẫn có thể ẩn về sau. Thế mà vẫn ẩn về sau được. Rất khéo léo và dẻo. Đó là một tình huống cầu may mắn. Đẹp không? Rất hay. Cơ hội tấn công đúng không? Đập cái điều mà đập tốt. Hơn có vẻ những pha kéo lưới, những pha kéo lưới trái tay là sở trường của đội vợt áo xanh. Rất đó, tình huống bỏ cầu không chính xác. Ok anh Đặng Huy, nhà thi đấu quận Tây Hồ nha anh ơi. Hàng nhịp kìa. Vâng, nhìn tay vợt áo cam kia có một tình huống ve cầu rất tốt. Ve cầu có khác gì tao phích không? Để cử tao phích đây chứ đâu. Hai nhịp cơ hội tấn công. Vâng, cái cháu thân của lưu cảnh Việt Nam đang xuất hiện tại live stream của Hùng. Chia buồn với Hải Đăng. Thực sự năm nay giải đấu quá mạnh và em cần cải thiện thêm phạt 6 điểm rồi. Điểm 15-8, khoảng cách 7 điểm rồi. 9-15. Ôi rồi rồi, không nghỉ nha. Bấm cứu cầu được. Rồi, những tình huống bấm cầu của tay vợt này rất nhẹ nhàng, biết anh căng vợt bao nhiêu cân nữa. Kề lưới quá khéo léo. Vẫn còn. Rồi, không còn. Chúng ta tiếp tục trở lại trận đấu. 17-14. Khe cầu rất tốt. Bấm cầu, rất thích pha bấm cầu đó của vận động viên áo xanh. Rồi, em live stream của em đây anh ơi. Vẫn kìa, vẫn mới được kìa. Kết thúc trận đấu cho tay vợt đến áo xanh đến từ Indonesia. Với 6 cơ hội kết thúc trận đấu thì không có lý gì mà tay vợt này không thể làm được. Và đặc biệt anh còn đang đánh trên cơ đối thủ. Còn không, thủ kìa. Anh em cầu lông cùng xem nào. Nhiều người họ không biết xem ở đâu đâu. Nhiều người họ còn đang tìm kiếm, họ chưa biết xem ở đâu. Vì vậy mọi người hãy chia sẻ giúp Hùng đi. Bởi vì chỉ một điểm số nữa thôi, trận đấu thứ nhất sẽ kết thúc. Rồi, đó là pha cầu sở trường của đội áo xanh mà không trượt cái nào luôn. Ok, điểm số đầu tiên không đều. Trận đấu thứ hai bắt đầu. Kề cầu rất khéo léo và tự tin. Điểm số đầu tiên cho tay vợt áo. Hai tay vừa đến từ Indo nhé, Long Hoàng. Kìa, trời ơi. Kề như thế thì phải đăng về lịch thi đấu của Hùng để xem tên cho vận động viên nha. Vâng, 3 điểm số liên tiếp cho tay vợt áo xanh. Một khởi đầu thực sự rất tuyệt vời. Kéo lưới sở trường chưa? Chém cầu kìa. Thích quả đấy, thích nhỉ? Thực sự vận động viên này bấm cầu quả nào mình cũng thích. Rồi. Sau nội dung này hình như là đến đôi nam nữ hoặc là đôi nữ chị ạ. Hình như là nam nữ, em nhớ không nhầm. Em có đăng lên rồi. Trôi quá nhanh hơn ở set đầu thứ nhất. Dã man. Với tình huống với cầu như thế mà anh ta còn có áp đảo đối thủ đến 6-0 rồi. Đừng có 11-0 nữa nha. Trời ơi sao... Vẫn còn bòn thế nhỉ. Lần đầu thực sự gặp tay vợt này đánh thế thì chúng ta đúng bất lực thật. Vâng, với chiều cao thấp hơn thì thôi 8-0 rồi. Đẳng cấp vượt trội 9-0. Giờ có khác gì Linh Đan thi đấu với Tiến Minh đâu. Rồi, cầu ngang thì những vận động viên có chiều cao thấp hơn sẽ có lợi thế hơn. Còn về đập cầu thì
Văn trường quá hay. Chém kìa. Chính. Khác gì Kento năm về trước đâu. Chúng ta cứ tưởng tượng đây là Indonesia. Sự chênh lệch đẳng cấp đang được thể hiện rất rõ ràng. Quá sát lưới. Chắc chắn rồi, nhưng Dương Phạm này 13-2 rồi, làm sao bên kia có cửa nữa. Rất đáng tiếc cho thằng vừa rồi, làm sao mà thẳng được. Lại đập tiếp rồi. Rồi tình huống này thì một chưa thủ được sáu múi nha mọi người. Một nếu chưa có cơ bụng sáu múi thì về tập đi. Đó là tình huống cầu trong sân, thủ vệ màu hồng mới gọi là áo cam và áo xanh. Xem anh ta đập cầu tiếp đi. Kinh nhở. Khoảng cách 11 điểm. Trận đấu thứ hai còn áp đảo hơn hẳn trận đấu thứ nhất. Lại chết rồi. Sao mà ơi, hẳn phần còn lại của giải đấu. Ok Đức Mạnh. Thôi xong rồi. Cân tài cân sức. Tuy nhiên hiện tại thì nó lại hoàn toàn ngược lại. Kìa. Anh ta đang múa trên sân. Chứ không phải là chơi cầu nữa. Trời ơi. Rồi nhá. Cũng sẽ sớm cập nhật nó lên kênh YouTube Sport Hồng Badminton để mọi người có thể theo dõi. 6-18. Vẫn với được. Chúng ta trong tình huống trước. Đây là dùng người trái. Ui. Hay nhỉ. Vừa hay vừa hay. Vâng, kết thúc bằng một quả smash nào. Thôi sao đấu thứ hai một chiến thắng kỳ tiếp tục là áp đảo một chiến hai lần chiến thắng 21-7-1 kết quả mà không ai có thể nghĩ đến. Indonesia vậy như chúng ta thấy là cầu lông Indonesia phát triển rất mạnh. Vâng, đâu gọi là màu xám ấy. Vâng, cho áo xám bên kia 2-0. Thank you.
từ từ qua. Còn kết thúc set thứ nhất. Set đấu thứ hai. Set đấu thứ hai của trận đấu này bắt đầu. Hy vọng là set đấu này vận động viên Áo Trắng có thể nỗ lực hết sức, đúng không? Những người theo đội Áo Trắng. Bye.
ai này không. Dựa trên điểm số hiện tại thì vẫn chưa thể biết được điều gì. Trận đấu kết thúc với tỷ số 2-0.